Rồi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt mở cái chức năng mà bấm tìm xe mà có phát tiếng kêu. Thì nếu các bạn nào chưa biết thì những dòng xe Tiga mới có tích hợp cái Smart Key ở trên xe AB, trên xe Honda hay là xe Yamaha, thì nó sẽ có chức năng là nó khi các bạn bấm mà chống trộm á, như vậy xe Honda đi vẫn chống trộm đúng không? Vậy là đã bật chức năng chống trộm. Sau khi bật chức năng chống trộm, các bạn sẽ có thể tìm được có chức năng là định vị xe và nó sẽ phát ra tiếng kêu. Đây, đó. Thì mặc định của nó là khi mình bấm tìm á thì nó sẽ phát ra tiếng kêu. Nhưng mà vì một lý do gì đó các bạn lỡ vô tình tắt cái chức năng này đi thì khi bấm nó sẽ không kêu nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt cái chức năng này và cách bật nó lại. Rồi, bây giờ các bạn đang mở ha, bấm nó kêu. Bây giờ muốn tắt thì đơn giản thôi. Trước hết cái chìa khóa này phải ở chức năng off nha. Khi bấm nó màu đỏ nghĩa là đang off, còn nếu nó chưa off thì các bạn đưa nó lại màu đỏ. Như vậy đang mở nè. Đang mở, bây giờ bấm rồi off nè. Rồi, sau khi nó off xong, ấn cái nút ở dưới, cái nút hình chìa khóa nè, ấn một cái. Sau đó ấn giữ cái này. Đó. Thì khi bây giờ mình bấm tìm xe nè, không có kêu nữa. Nó vẫn sáng đèn nha, vẫn sáng xi nhan nè. Nhưng mà nó không kêu nữa. Ok, giờ mở lại sao? Mở lại cũng đơn giản, y chang vậy nè. Chìa khóa ở cái đèn tắt đang off nha, màu đỏ. Sau đó các bạn bấm một cái, sau đó ấn giữ cái nút ở trên. Rồi nó kêu lên lại là mở. Ok, mình lại các bạn coi lần nữa nha. Chìa khóa này ở chức năng off nè. Ấn một cái, sau đó ấn giữ nút trên. Rồi là nó đã tắt rồi. Ok không? Giờ mở lại nè. Ấn một cái, ấn lại trên nữa một cái. Chưa được, ấn lại nha. Rồi, nó mở đó. Ok. Rồi, bây giờ nếu mà trường hợp xe Yamaha thì sao? Bình thường á, bật chìa khóa lên. Rồi, khi mà mình bật chìa khóa lên, bấm cái nút một lần á thì nó sẽ là định vị xe, nó phát ra tiếng kêu. Đó. Bấm nha. Giờ các bạn muốn tắt á thì phải làm theo mình nha. Đầu tiên, không thao tác trên này mà thao tác bằng cái này ha. Mình ấn một cái cho nó hiện cái đèn chìa khóa sáng lên nha. Rồi. Sau đó ấn 1, 2, 3, 4, 5, rồi ấn giữ. Rồi, giờ tắt rồi đó. Không chưa được, làm lại ha. Ấn lại nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nó kêu tiếp tiếp mới được các bạn. Rồi, bây giờ ấn thử ra được nha. Đó, bìm bấm. Nó chỉ sáng đèn chứ không kêu. Giờ bật lại nha, ý chang vậy luôn. Ý chang như này. Tiên bật cho nó sáng chìa khóa lên nè. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Ấn giữ nha các bạn. Rồi nó kêu tiếp một cái là bật lại rồi đó. Bấm, đó tiếp tiếp. Nếu các bạn nhớ là trên xe Yamaha á, thì cái chìa khóa này nè, khi mình ấn giữ đèn nó chớp á, có nghĩa là nó bật tắt cái chức năng phát sóng qua radio trên cái chìa khóa này. Nếu các bạn tắt thì nó sẽ không phát sóng được, chứ còn có bấm thì nó cũng không có kêu được ha. Các bạn phải mở chìa khóa lên đó, chớp một cái đó, lúc đó mở lên thì nó mới kêu nha. Ok, rồi xong, cảm ơn các bạn nha.